Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lờ đờ mệt mỏi, mệt hết cả người. Ngủ không yên giấc, chập chờn lo âu. Ngủ không sâu giấc, ngày dài đêm lâu. Đừng lo nhé, an tâm ngủ ngon nhé. An tâm ngủ ngon nhé, an tâm ngủ ngon. Để mỗi mỗi ngày được tươi vui. An tâm ngủ ngon nhé, an tâm ngủ ngon nhé. An tâm ngủ ngon, để mỗi ngày được tươi vui. An tâm ngủ ngon PV, an tâm trong từng giấc ngủ, sản phẩm của Dược Phúc Vinh.